minh là nếu là cái tính chất siêu độ random này nó cũng im lại thì tính chất là có một cái arithmetic progression của bên cao cũng gần giống như ở đây tính chất 1 sẽ im lại tính chất 2. Và cái bước thứ hai của cái định lý này là cái hiển nhiên của cái hai cái định lý này là ta có thể nếu là delta bằng 1 là trường hợp hiển nhiên thì có nghĩa là dãy các số nguyên tố đúng không? Quân thể là định lý nguyên hào mà hào đơn giản thật ra cái họ chứng minh thật ra nặng rất nhiều, ta không cần lấy tất cả số nguyên tố mà lấy bất kỳ một tập con nào đấy có tập độ rộng đạt delta không thể. Và từ đây thì có rất nhiều các định lý tiếp theo, chẳng hạn như là định lý có những công trình là định nghĩa lại cái siêu độ random này, cái định nghĩa nào siêu độ random là cái định nghĩa yếu nhất để có thể nếu mà ta không cần arithmetic progression mà ta muốn một cái tính chất khác, chẳng hạn như arithmetic progression có thể định nghĩa là chẳng hạn lanh 3 là nghĩa là x1 cộng x2 bằng 2 là x3, nhưng mà ví dụ ta có thể thay một các phương trình khác phương trình này ta cũng có thể giải một bài toán lần cái định lý này thật ra có thể giải một bài toán tương tự khi mà siêu độ lanh lanh chứa tất cả những cái pattern của triangle hoặc là có thể nghĩ đến đây không phải là một phương trình mà có thể nghĩ rằng một phương trình có thể biến x1 x2 x100 trường hợp duy nhất mà không giải được bằng cách này là khi chỉ có hai điểm x1 x2 tức là trường hợp đối tượng dương như vậy